những công dụng thần kỳ của cây rau diếp cá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, cây rau diếp cá đã từ lâu được biết đến như một loại rau ăn sống phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Ngoài ra, rau diếp cá cũng là một loại thảo dược có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, trị mụn nhọt, lở ngứa, bệnh viêm phổi, viêm ruột và nhiều căn bệnh khác. Rau diếp cá hay còn có tên gọi khác là ngư tinh thảo, rau vẹn, rau dấp cá. Rau diếp cá là loại cây có thân mọc đứng, ưa những nơi ẩm ướt với rễ nhỏ thường mọc ở các đốt trên thân rễ, và thân rễ lại thường mọc ngầm dưới đất. Diếp cá có vị cay, chua, mùi tanh, tính mát cùng các thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người. Trong rau diếp cá có nhiều thành phần dưỡng chất có nhiều giá trị trong y học như vitamin A, vitamin B, sắt, protein, canxi và các hoạt chất tốt cho sức khỏe như hoạt chất canxi sunfat, thành phần axit oleic và canxi chloride. Công dụng của rau diếp cá có thể xem như là một kháng sinh thảo dược có tác dụng kháng khuẩn, làm ức chế liên cầu, phế cầu, cầu vàng, E. coli, chữa bệnh phụ khoa, tăng cường sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, trong cây rau diếp cá còn có nhiều công dụng khác như làm chắc thành mau mạch, lợi tiểu, sát khuẩn, chống viêm, thanh nhiệt. Trong lá diếp cá có chứa chất quercetin có khả năng loại bỏ độc tố trong cơ thể rất tốt, và các hợp chất flavonoid được tìm thấy trong rau diếp cá có khả năng thúc đẩy chữa lành vết thương sau mụn, chữa nóng sốt, bị đau vú do tắc sữa, trị mụn nhọt. Sau đây là một số tác dụng cũng như bài thuốc từ cây rau diếp cá. Rau diếp cá có tác dụng trị mụn. Dùng rau diếp cá trị mụn là một trong những tác dụng của rau diếp cá đối với da mặt và cũng là cách chăm sóc da được nhiều chị em tin tưởng. Mỗi khi da mặt nổi mụn, ta chỉ cần lấy vài chiếc lá diếp cá rửa thật sạch, giã nát, hòa thêm chút muối rồi đắp lên nốt mụn, rửa sạch sau 15 phút. Cách trị mụn bằng rau diếp cá có thể sẽ nhanh chóng giúp nốt mụn bớt sưng, đau. Không những thế, dùng rau diếp cá trị mụn còn giúp da hạn chế tình trạng thâm đen do mụn. Ngoài ra, ta cũng có thể tự làm nước rau diếp cá trị mụn để đào thải độc tố từ bên trong, hỗ trợ điều trị mụn do rối loạn nội tiết. Ta chỉ cần đem xoay nhuyễn 200g rau diếp cá cùng với một ít nước, sau đó thêm 500ml nước vào và dùng rây lọc chắt lấy nước cốt, thêm chút ít đường cho dễ uống. Uống rau diếp cá trị mụn đều đặn sẽ giúp cho làn da của chúng ta được cải thiện rõ rệt. Rau diếp cá có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều rau diếp cá có thể tăng cường hệ miễn dịch bởi vì chúng kích thích sản sinh ra tế bào bạch huyết, một loại tế bào thiết yếu giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn cho rằng rau diếp cá là một trong những loại rau có chứa nhiều hợp chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Vì thế, tác dụng của rau diếp cá có thể được tận dụng để cải thiện sức đề kháng cho người ở nhiều độ tuổi. Rau diếp cá có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Rau diếp cá có chứa hợp chất ethanol, và trong nghiên cứu mối liên quan giữa loại rau này với các bệnh nhân bệnh tiểu đường cho thấy những bệnh nhân bệnh tiểu đường uống nước rau diếp cá liên tục trong 3 tuần có thể làm giảm đáng kể lượng đường glucose trong máu. Ngoài ra, trong thành phần của nước rau diếp cá còn có chứa các chất chống tiểu đường và có vai trò quan trọng trong hoạt động kiểm soát và ổn định hàm lượng đường huyết trong cơ thể. Chính vì thế mà rau diếp cá còn được coi như là liều thuốc tiềm năng có hiệu quả đối với bệnh nhân bị tiểu đường. Những thành phần hợp chất trong rau diếp cá ngoài công dụng là cải thiện lượng đường huyết trong cơ thể thì chúng còn có tác dụng chống béo phì, và khi uống nước rau diếp cá có khả năng làm giảm mỡ dư thừa trong cơ thể. Sử dụng đều trong một thời gian ngắn có thể giúp kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Rau diếp cá giúp cải thiện tình trạng tiểu buốt. Các bạn thân mến, theo kinh nghiệm dân gian, khi
khi gặp chứng tiểu buốt, chúng ta có thể sử dụng rau diếp cá trong các bữa ăn hàng ngày. Điều này sẽ giúp giảm tình trạng tiểu buốt. Và chính vì tác dụng này nên các bài thuốc trong đông y cũng tận dụng lợi ích của cây rau diếp cá để bào chế thuốc lợi tiểu. Rau diếp cá có tác dụng chữa bệnh sốt. Ta sử dụng 30g rau diếp cá loại tươi, rửa thật sạch, giã nát. Sau đó thêm vào nửa bát nước và đun sôi để nguội và uống một lần. Đồng thời lấy vả đắp vào vùng thái dương. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng một bài thuốc khác từ cây rau diếp cá. Đó là dùng 20g rau diếp cá rửa sạch, giã nát, lấy nước bỏ bã và ngày uống 2 lần dùng cho đến khi hết sốt. Rau diếp cá có tác dụng chữa viêm phổi do sởi. Ta sử dụng 50g mỗi loại bao gồm rau diếp cá, rau dền đỏ, lá đậu săn, cam thảo đất. Sắc 3 bát nước, sắc cạn còn 1 bát thì tắt bếp và chia thành 3 lần uống trong ngày. Rau diếp cá có tác dụng giúp điều hòa kinh nguyệt. Ta sử dụng 40g cây rau diếp cá loại tươi kết hợp với 30g cây ngải cứu. Hai nguyên liệu trên đem rửa thật sạch, giã nhỏ. Sau đó cho vào khoảng 1 bát nước sôi để nguội và lọc lấy nước. Cho bệnh nhân uống làm 2 lần trong ngày, uống liên tiếp 5 ngày và lưu ý uống trước kỳ kinh khoảng 10 ngày. Rau diếp cá có tác dụng chữa bệnh sởi, mụn nhọt, giải nhiệt. Ta sử dụng rau diếp cá tươi khoảng từ 6 đến 12 g, rửa sạch, vò nát, đắp vào mụn nhọt rồi băng lại, ngày thực hiện 2 lần. Làm liên tiếp trong 3 ngày, mụn nhọt sẽ đỡ sưng đau nhanh chóng. Diếp cá có tác dụng chữa sưng tắc tia sữa. Đối với trường hợp này, ta sử dụng rau diếp cá loại khô khoảng từ 20 đến 25 g, kết hợp với 10 g táo đỏ, sắc cùng với 600 ml nước, sắc cạn còn khoảng 200 ml thì dừng và thuốc chia thành 3 lần uống trong ngày và lưu ý sử dụng liên tiếp từ 3 đến 5 ngày để đạt hiệu quả. Rau diếp cá có tác dụng chữa táo bón. Ta sử dụng 10g rau diếp cá loại khô hãm với nước sôi khoảng 10 phút, uống thay trà hàng ngày và uống liên tiếp trong 10 ngày. Giáp cá có tác dụng điều trị bệnh viêm ruột, viêm thận phù thủng, kiết lỵ. Ta sử dụng 50g rau diếp cá, sắc lấy nước, ngày uống từ 2 đến 3 lần trước bữa ăn. Và dùng liên tiếp từ 4 đến 6 ngày, bệnh sẽ nhanh chóng tan biến. Rau diếp cá có tác dụng chữa bệnh trĩ rất hiệu quả. Đối với trường hợp bị trĩ nội, ta sử dụng 200g rau diếp cá đã được rửa sạch và loại bỏ bụi bẩn. Sau đó, để ráo nước và cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn với khoảng 250 đến 300ml nước sạch. Chắc ra cốc, pha thêm vài hạt muối để thức uống được ngon hơn. Và dùng uống trực tiếp. Ngoài ra, ta cũng có thể ăn trực tiếp lá rau diếp cá để điều trị bệnh trĩ, tuy nhiên không được sử dụng quá 500g mỗi ngày. Diếp cá có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận. Ta sử dụng 20g rau diếp cá kết hợp với 15g rau diệu, 10g cam thảo đất, sắc uống ngày 1 thang và uống liên tục trong 1 tháng. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng 100g rau diếp cá, sao vàng, hãm với 1 lít nước sôi để trong vòng 20 phút, uống thay nước hàng ngày và uống liên tiếp trong 2 tháng. Các bạn thân mến, cây rau diếp cá là một loại thảo dược tự nhiên có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng loại rau này, ta cần lưu ý một số điểm như sau để tránh gây ra những tác hại không mong muốn. Rau diếp cá vốn thuộc nhóm thực phẩm có đặc tính hàn và hoạt động với công dụng như một loại thuốc lợi tiểu. Chính vì vậy, nếu chúng ta lạm dụng ăn quá nhiều rau diếp cá trong ngày hay uống nước rau diếp cá thường xuyên, sẽ để lại tác động tiêu cực tới chức năng của thận. Và một trong những tác hại của cây rau diếp cá nếu dùng sai cách và quá liều lượng sẽ có thể gây ra hoa mắt, chóng mặt. Rau diếp cá hỗ trợ cải thiện khá nhiều vấn đề sức khỏe, tuy nhiên không thể đảm bảo cung cấp đầy đủ mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Vì vậy, việc chỉ tập trung ăn cây rau diếp cá mà bỏ quên các loại rau xanh khác hay các loại trái cây khác
sẽ đẩy chúng ta rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiều dưỡng chất thiết yếu. Rau giáp cá thường phát triển sát bề mặt đất, dễ bị bám bụi bẩn và có dung sáng vi khuẩn bám vào. Do vậy, khi sử dụng loại rau này để ăn sống hay chế biến làm nước uống thì cần phải rửa sạch với nước muối pha loãng. Nếu người bệnh đang bị các bệnh lý liên quan đến thận, huyết áp và muốn dùng cây giáp cá để điều trị bệnh thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Trên đây là một số thông tin tham khảo về những tác dụng của cây rau giáp cá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.